Đó, đây bây giờ mình sẽ đổ ra nè cả nhà. Rồi. Đi cá chơi kìa, Wow, cá chê. cá Wow, chơi, cá chơi hai con luôn. hai con luôn kìa, Hai cá chê bự trắng. quá Ủa, con cá thác lát nữa kìa. kìa, bự quá à. Cá Hai con chốt cá nha, cá chê. trường luôn, Cá chốt, cá thác nhiều lát mắn nữa nè nhiều cả mắn. nhà. Đó, thấy chưa? Hôm nay mình dẫn bà Liên Ngô đi dở dớn. Đi tham gia Mình thì cái đặt được hai cái dớn. Đó, đây một cái với đằng kia một cái. Cả nhà thấy mình đặt dớn đẹp chưa? có hai cái à, Đúng rồi, hai cái thôi mà hàng ngày mà ăn không hết luôn á. Đây là cánh đồng quê mình, cả nhà thấy không? Bên đây lộ xe nguyên cánh đồng chà bá luôn, thấy không? Đó. Đây, bây giờ sắp tới cái dớn đầu tiên rồi, mình sẽ dở cho cả nhà coi. cái cá ục kìa. Ồ, đó cá thấy không? Mình đi mà cá đồng tâm mà đụng đụng theo lưới giang nè, thấy không? Wow, Đó là bảo đảm là dớn sẽ có cá. kìa, nhóc luôn, Đó. cá quẩn quẩn nhóc luôn. Vô bà Đây. nó vô. Bây giờ bà Ly bà dịnh lại đi, rồi để tôi xuống dưới tôi dở dớn cho cả nhà mình coi. Ok. Đó, chứ nhầm khi á mà cả nhà mình á là không thấy được cái cảnh dở dớn. Ok. Đây là người dưới mình lo gọi là cái dớn nha cả nhà, còn ở chỗ cả nhà mình gọi bằng cái gì thì mình không biết. Cá ở đây thì á nó gồm cá lồng tông nè, cá sặc, cá rô nè, cá lóc, cá chê, đủ thứ hết trơn á. Đâu rồi anh, dễ dễ lên thấy cái cá cái gì không? Ok, mình dở mình thấy lại đằng này nè, từ đầu đằng này nè mình Gửi dở cá lại cái đằng đó nó quẩn lắm luôn á anh. đó. Đấy. Đó, thấy cá chưa? Nhóc cái chân đó. Wow. Này cá lồng tông này mà đem kho khô là hết sảy luôn cả nhà. Hết Quê sảy mình thì luôn. được cái có mấy cá 500 như nè, không có cá gì bự chân á. Nhầm khi nó còn dướng lên đây nè. Có mình thích Không biết. Em mình vũ. kìa, tụi Bộn nhỏ nha cả dễ nhà. lắm vậy. Đó rồi Để bây nè, lấy giờ qua đây, đổi lấy cái qua đây. thao, lấy cái thao kia đi, lấy cái thao bự á. Bây giờ mình sẽ đổ dớn cho cả nhà coi. Nước ở dưới mình cũng ngập rồi nha cả nhà, chút xíu bà Ly sẽ lựa cá ra. Cá cả nhà biết mà mấy con cá mà cá lồng tông làm gì ngon không, chỉ mình với đi. Kho sả ớt, chiên Rồi bột, nhất cái nắp. đây, Kìa, kìa con gì đó, con lươn. đúng rồi Vô đó, lưng kìa. ở đây nè có ốc nè, có cua nè, có cá lồng tông, cả nhà thấy cá lồng tông chưa, cá bấy trầu nè, cá sặc nè, nhóc chưa thấy không? Ủy, có hai con lươn luôn cả nhà. Hai con lươn luôn hả? Ốc Hai luôn nè. hai con lươn nhất đem nuôi được á. Wow. Đó, bây giờ mình sẽ cọc miệng lại rồi mình đã sẽ đi thăm tiếp. Wow, thấy im chưa, im chưa Liên Ngô? Nhóc hết trơn. Đó, bây giờ lựa ốc bỏ qua thao kia đi, lấy cái thao kia lại. Em sẽ lựa ra. Ốc bùi vàng cái nha, ốc bùi vàng. Ui, ốc bùi vàng nhỏ nhỏ nó cũng vô, thấy anh thích. Nhiều lắm Cái luôn. sạc cái rô. Rồi ok, mình lại tiếp tục mình thăm cái giấn đằng kia nha. Đó. Cho Liên Ngô là lụm lửa đi. Cả nhà thấy quê mình dễ kiếm ăn không? Yêu cầu mà có hai cái giấn thôi là đã đủ ăn rồi. Bây giờ nước nè, bây giờ chảy máy còn được nữa cả nhà. Để máy xuống chạy anh thích. Bên kia có hàng chuối cả bà Liên Ngô. Thấy chưa, hàng chuối xanh ở đó đó. Có chuối Đó, không? biết sao chút xíu mình về mình chặt thêm cây chuối nữa, cái mình cá kho khô còn chuối thì bóp gỏi mình ăn. Trời ơi chị luôn, ngon quá trời. Mai mốt mình sẽ làm mà ẩm thực đồng quê nha cả nhà. Nói chung đi bắt thì được chứ còn mà đi làm đồ ăn thấy nó sao sao á. Cả nhà thấy cánh đồng quê mình thấy im chưa? Bơi xuồng này cũng là một nghệ thuật đó nha. Rồi lửa xong cho bà Ly. Xong rồi. Nó giả ốc bu vàng nhóc hết trơn. Đây cái nữa nè, mình chỉ có hai cái thôi, giấm trắng, giấm xanh là của người ta. Cái này coi bộ nhiều hơn nè bà Liên Ngô ơi. Nhiều không? Chưa chưa thấy cái anh nói nhiều rồi. Thấy cá nhảy nhảy chưa? Không biết có bị người ta thăm không? Đặt giấm này cứ dễ bị người ta thăm lắm. Mà bị người ta thăm mình cũng đâu có nói gì được người ta đâu. Tại trong khi ta cực khổ ta không có gì ăn á, cái ta thăm vấn mình thôi, nó nói coi chừng bị thăm thiệt cái quỳ. Cá ục Nói chung là ta thăm mà ta cọp lại được là cũng được rồi. Ồ. kìa, Sao thấy ít quá ta? ít không Ồ, em thấy cá có nhiều mà có rồi, ok đó. Thăm thêm một cái nữa nha cả nhà. Mình chỉ có hai cái giỡn thôi.
cả nhà thấy cảnh đặt giỡn này vui không? Đặt thì nó mệt lắm nhưng mà đi thăm nó vui. Nước bây giờ cài ngay này được cả nhà. Đặt phải có kỹ thuật. Có. Ồ. Ui, em thấy cái có cá rô. Hơn nãy. Cười hên hên dính gắn vô dôi này rồi sao? Ui, em thấy cái gì ụp lắm kìa. Wow. 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 Cái gì bự quá kìa anh Thức. Cá gì bự quá vậy? Ồ, con cá chê, rồi cá thác lát nữa nè. Đó anh đủ nha. Nè nè nè, chỉnh đây. Ồ, có cá bự cả nhà ơi. Cái chuốt kìa má ơi. Dạ. Cá chơi nghe con chừng nha, ai có chừng nhỉ. Quay mặt lại đi nè. Trời ơi trời. Để đổ quay lưng cái không biết đường chạy. Nhầm khi có con rắn nó bò ngang á. Ủa trời ơi. Đó à, đây, bây giờ mình sẽ đổ ra nè cả nhà. Trời. Ừ, cá chơi. Wow, cá chơi. Cá chơi, cá chơi. Ủa, hai con luôn. Hai con luôn kìa. Hai cá chê trắng. Ủa, con cá thác lát nữa kìa. Kìa, bự quá à. Ủa, hai con cá chê. Cá chốt, cá thác lát cái này cả nhà. Đó, thấy chưa. Dạ. Đây, nhiêu ra là đủ ăn chưa? Đủ rồi đó, quá trời nhiều luôn. Nửa thao luôn chứ bộ. Ừ, mình lửa ốc ra đi, còn cái mấy con đó mình để lại mình ăn. À. Ốc này mình luộc xả ăn cũng ngon nữa cả nhà. Cái người con lươn đó. Trời ơi, con lươn bò ra rồi. Trời ơi, cá bự quá này, cái nhà vô mánh. Đâu, đu, ê, bà đi kìa, chút xíu. Có cá lóc không? Có, con cá lóc nhỏ nhỏ nè, con cá này đủ thứ. Rồi. Rồi, anh Thức báo lên rồi, anh Thức ơi. Gãy cây nữa rồi. Nhóc luôn nè, có trời nhiều luôn á. Ê, 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 không sao, nó nhảy ra ngoài về, ngoài xuồng. Trời, có cái xuồng mà sợ gì nó nhảy. Trời ơi, anh Thức vừa okay. Nói đây nè, cả nhà thấy cá chê chưa? Cá chê này là cá chê trắng nha cả nhà. Đó. Cá thác lát nè. Đó, cá thác lát thấy không? Chốt cá này là ta làm chả mà, cá chả mà đang ăn, ăn chả đó. Chả thác lát. Nhiều ha. Ồ, quá trời nhiều luôn. Ừ. Đây cái thằng tôm chiên bột quá anh Thức. Ok, ngon. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Rồi cả nhà mình coi thấy cái món nào á mà này á. Là cái món nào mình để làm mấy con cá này ăn được nè, cả nhà comment cho mình đi. Rồi để mình chế biến mấy con cá nè. Chiên kho nó canh. Không, cá chê chắc nướng mắm gừng á. Nướng. Ừ, đó, còn ốc thì luộc xả. Còn cá lồng tâm thì kho khô. Còn cá sặc thì kho khô luôn. Rồi ok, bây giờ đi về thôi. Anh Thức bơi đi, em lựa đây. Trời ơi đảo quá à, hai con cá chê bự luôn á. Em chê, ngon chưa? Thích quá à.